trong cuộc sống, thiên nhiên xung quanh chúng ta có một số loài động vật được thiên nhiên ban tặng nọc độc để săn mồi cũng như là để tự vệ và thật là không may cho những ai chạm mặt với chúng. Dưới đây là năm loài có nọc độc đáng sợ nhất trên thế giới đã được tạp chí The Mysterious World bình chọn. Thứ nhất là rắn hổ mang chúa King Cobra với chiều dài cơ thể có thể đạt đến 5,5 m. Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc được xem là dài nhất trên thế giới. Loài này sinh sống chủ yếu trong các khu rừng rậm ở châu Á. Thông thường, rắn hổ mang chúa rất hiền lành và luôn tránh xa những nơi có con người sinh sống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, con người đã tàn phá quá nhiều cánh rừng nguyên sinh, cho nên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi sinh sống của rắn hổ mang chúa, cho nên chúng cũng thường xuyên xuất hiện ở các ngôi làng gần bìa rừng. Nếu vô tình chạm mặt thì loài này chẳng hề ngần ngại dựng đứng thân hình lên và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Theo các nhà khoa học, mỗi vết cắn của rắn hổ mang chúa mang lượng nọc độc, độc có thể giết chết một con voi châu Phi trong vòng vài giờ và sẽ gây tử vong cho 20 người khỏe mạnh đã trưởng thành. Thứ hai là bạch tuộc đốm xanh. Bạch tuộc đốm xanh sinh sống chủ yếu ở vùng biển Thái Bình Dương từ lãnh hải của Nhật Bản cho đến Australia. Nhìn vào thân hình nhỏ nhắn với đường kính khoảng từ 12 đến 20 cm và màu sắc cơ thể cực kỳ đẹp mắt. Ít ai có thể tưởng tượng được rằng đây là một trong những loài nguy hiểm nhất thành tinh theo sunshine coast daily bạch tuộc đốm xanh thường sống ở các rạng san hô và dùng bờ biển có đá đặc điểm nhận dạng của chúng là có da màu vàng với các đốm màu nâu khi bạch tuộc cảm thấy bị đe dọa hoặc bị kích động thì những đốm nâu trên cơ thể sẽ chuyển sang màu tối và các đốm tròn như chiếc nhẫn thì hiện ra màu xanh sặc sỡ. Các nhà sinh vật học cho biết, nọc độc của con bạch tuộc đốm xanh này mạnh gấp 50 lần nọc rắn hổ mang bành. Được biết, chỉ với 25 gram nọc độc của bạch tuộc nhẫn xanh đã có thể làm tê liệt hoàn toàn 10 người trưởng thành và chúng có đến hai loại nọc độc cực mạnh dùng để săn mồi cũng như để phòng vệ nếu con người chạm vào hay làm đau nó bạch tuột sẽ tấn công và sẽ cắn nạn nhân tệ hơn là hiện chưa có quyết thanh kháng loại nọc độc này điểm đáng sợ của loài này chính là những vết cắn của chúng không hề gây ra đau đớn do đó con người rất khó phát hiện ra việc bị chúng tấn công hay chưa thế nên chỉ vài phút sau khi bị cắn thì các nạn nhân sẽ có cảm giác cơ thể như bị tê liệt buồn nôn, khó nuốt, khó thở và hoa mắt. Cuối cùng là tử vong nếu như không được chữa trị kịp thời. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết thường là do bị suy hô hấp hoặc là thiếu oxy lên não. Loại thứ ba là bọ cạp vàng Palestine. Loài bọ cạp vàng Palestine này hay còn được gọi là bọ cạp Stalker, bò cạp sa mạc Israel là loài bản địa sống ở vùng bắc phi và trung đông loài bọ cạp này có màu biến đổi theo môi trường sống và cơ thể thường là có màu trong suốt rất đẹp mắt nọc độc của bọ cạp này là một dạng chất độc thần kinh đủ mạnh để giết chết một đứa trẻ hay một người cao tuổi do nó gây ra hiện tượng phù nề phổi nạn nhân bị bọ cạp vàng palestine tấn công thường phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp trong cơ thể bị sốt cao, bất tỉnh và sẽ dẫn đến tử vong nếu như không được cứu chữa kịp thời. Loại thứ tư là ếch phi tiêu độc màu vàng. Ếch phi tiêu độc màu vàng là một loài sinh vật rất dễ đánh lừa người khác. Mặc dù nó chỉ nhỏ cỡ 55mm, nhưng lại là một trong những loài sinh vật độc nhất trên trái đất. Chỉ một con lưỡng cư này thôi cũng đủ chứa nọc độc để giết chết hơn 10 người đàn ông trưởng thành trong vòng 3 phút. Tên của loài này xuất phát từ các thợ săn bản địa Embera thuộc Colombia. Họ đã dùng ếch để làm ra những phi tiêu chết người. Những con ếch màu vàng sáng chỉ sống ở vùng rừng nhiệt đới nhỏ bên bờ biển Thái Bình Dương thuộc Colombia và màu sắc của nó đôi khi có thể thay đổi giữa màu vàng màu cam hoặc màu xanh lá cây nhạt. Sự quyến rũ bề ngoài của nó là có chủ ý, một chiến thuật gọi là tín hiệu xua đuổi hoặc là màu sắc cảnh báo để xua đuổi kẻ thù tiềm ẩn. Một nghiên cứu năm 2001 của Đại học East Carolina Greenville đã chỉ ra rằng những con ếch màu sáng nhất luôn là những con ếch độc nhất chỉ với tiếp xúc đơn thuần một con ếch phi tiêu độc vàng thì không gây nguy hiểm chết người vì các loại động vật lưỡng cư chỉ sản xuất và bài tiết các chất độc cực mạnh qua da khi nó cảm thấy bị đe dọa nhưng nắm giữ nó trong tay vài giây mà không đeo găng tay đó là tự sát vì da của ếch nhanh chóng bị bao phủ bởi chất độc alkaloid nó có khả năng đóng băng dây thần kinh ngăn không cho chúng dẫn truyền những xung điện thần kinh trong dòng dài phút và nạn nhân sẽ trải qua các cơn co thắt cơ bắp không thể kiểm soát được và cuối cùng là suy tim dẫn đến chết người. Loại thứ năm là họ cá nóc. Họ cá nóc là loài động vật có xương sống sở hữu nọc độc đáng sợ trên thế giới sau ép phi tiêu độc màu vàng. Chúng sinh sống chủ yếu ở những vùng biển tại Nhật Bản. Trung Quốc, Philippines và Mexico. Trong cùng một loài có thời điểm trong năm mang độc tính cao. Ví dụ như mùa mang trứng thì cá nóc sẽ trở nên độc hơn và sẽ có những cá thể độc nhiều hoặc là độc ít. Nhưng nói chung toàn bộ cơ thể đều chứa độc tố. Do đó, nếu chỉ ăn thịt cá nóc thì vẫn có khả năng bị ngộ độc. Độc tố trong cá nóc có thành phần chủ yếu là tetrodotoxin nằm ở gan và trứng của con cá nóc. Nó thuộc loại nhóm độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ gây tử vong khá cao, thậm chí nọc độc, độc của họ cá nóc còn nguy hiểm gấp 1.200 lần so với cyanide và chỉ cần lượng chất độc có trong một con cũng đủ giết chết 30 người trưởng thành. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, thịt cá nóc lại là một món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Độc tố này là hợp chất có tính bền nhiệt, không bị phân hủy trong quá trình nấu chín và đặc biệt là hoàn toàn chưa có thuốc giải đặc hiệu cho trường hợp bị ngộ độc cá nóc. Trên đây, chúng tôi vừa điểm qua 5 loại động vật mà có nọc độc, độc đáng sợ nhất trên thế giới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào